Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài, vì con không như bao kẻ khác, tham lam bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời. Vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được lên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ và các gia đình trẻ rất thân mến, có hai tâm tình chia sẻ với cộng đoàn. Tâm tình thứ nhất đó là tâm tình của Thánh Phaolô. Kính thưa cộng đoàn, nếu như giả như ngay lúc này Đức Giêsu Chúa chúng ta hiện ra và cho chúng ta một điều ước, chúng ta sẽ ước cách gì? Thế thì chúng ta đi vào cuộc sống thôi. Nếu chúng ta là bệnh nhân thì chắc chắn là chúng ta nói: Lạy Chúa, xin chữa bệnh cho con. Nếu chúng ta là những người đang nghèo khó, như là cha Lạc Quyên ngày hôm nay: Lạy Chúa, con muốn mua đất về truyền giáo, xin Chúa cho có nhiều ân nhân giúp cho con để con làm sáng danh Chúa, phải không? Nếu chúng ta đang là những người mà chưa có công danh sự nghiệp gì, như các bạn trẻ chưa có tình yêu, chưa có sự nghiệp, xin Chúa cho con có tình yêu, xin Chúa cho con có sự nghiệp. Thế nhưng kính thưa quý ông bà và chị em, tâm tình của Thánh Phaolô trong ngày hôm nay đó là gì? Nếu Chúa cho con một điều ước, giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Thánh Phaolô có một cái ước nguyện như vậy. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính, cho người chiến thắng. Thế thì đấy, để cho chúng ta thấy, sáng hôm nay khi dâng lễ tại Nông Quanh thì tôi cũng có chia sẻ cái ý này. Nhiều khi chúng ta đau khổ, chúng ta đau bệnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có sức khỏe. Thế nhưng mà giả như gia đình của chúng ta lục đục thì chúng ta thấy là sức khỏe cũng không có giải quyết được gì. Khi chúng ta không có tiền, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta có tiền. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng có những lúc tiền bạc cũng chưa phải là tất cả để giải quyết cho chúng ta. Nếu chúng ta, các bạn trẻ muốn có công danh sự nghiệp thì chúng ta sẽ thấy rằng là rồi có những lúc dù là trên đỉnh của vinh quang nhưng tâm hồn của chúng ta cũng không thấy bình an, không thấy hạnh phúc. Vì thế nếu có một điều ước, Thánh Phaolô ước xin cho con được sống công chính, để rồi nếu chúng ta là người công chính, dù có giàu sang phú quý chúng ta cũng không sa ngã, dù có nghèo đói chúng ta cũng không có trở thành kẻ gọi là trộm cắp. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thánh Phaolô bảo rằng là tôi sống giàu cũng đẹp cũng được, tôi sống nghèo cũng được. Giàu có thì tôi làm được nhiều việc lành phúc đức, và nghèo có thì tôi lại vững lòng để trông vào Chúa. Thế thì đây cũng là một cái tâm tính đặc biệt trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Khi mà cách riêng đối với các bạn trẻ, chúng ta coi những bậc thang giá trị của cuộc sống, tiền bạc, danh lợi, tình yêu vân vân vân. Thế nhưng cốt lõi của tất cả vấn đề đó là sự công chính gắn bó với Chúa, đức tin, sự công chính gắn bó với Chúa. Khi chúng ta thật sự sống công chính thì bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta thấy Phaolô đấy, khi tôi bị tù đày có ai giúp đỡ tôi đâu, khi tôi nghèo đói cũng có ai giúp đỡ tôi đâu, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì có Thiên Chúa là đấng mà tôi muốn đạt đến. Thế đấy là cái cốt lõi của vấn đề. Khi chúng ta thật sự khao khát Chúa, thật sự khao khát sống công chính, thì đấy sẽ là sức mạnh và là ánh sáng, là con đường để cho chúng ta đi. Rồi, tâm tình thứ hai, bài đọc thứ nhất trong sách Huấn Ca cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh cũng rất là đối lập. Hình ảnh thứ nhất, một người giàu, và hình ảnh thứ hai là một người nghèo.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, nếu một người giàu đến nhà thờ cầu nguyện và một người nghèo đến nhà thờ cùng cầu nguyện, thì Chúa nhậm lời cầu nguyện của ai? Của người giàu hay của người nghèo? Đấy cũng là điều để cho chúng ta suy nghĩ, phải không? Trong bài đọc thứ nhất, sách Huấn Ca không nói cụ thể rằng là Chúa không nhận lời cầu xin của người giàu. Thế nhưng giải thích sâu hơn về người nghèo. Tại sao người nghèo? Chúng ta nghe cả đoàn thánh gia hát đấy, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Thế thì cái người nghèo, người đau khổ cầu cứu dễ được Chúa nhậm lời với hai cái lý do. Thứ nhất là họ không còn chỗ nào để mà trông cậy cả. Nói thật sự, khi chúng ta có quyền thế, khi chúng ta giàu có, chúng ta có nhiều cái chọn lựa lắm. Như đã từng chia sẻ với cộng đoàn, chiều hôm nay trước thánh lễ thì kêu ông bà thấy có một người ông đứa con vào. Thế thì bé này nó bị ung thư máu. Thế thì khi cháu bị ung thư máu thì là bác sĩ bảo rằng là nếu gia đình có tiền thì sẽ chữa được. Thế thì gia đình người ta có tiền mà đưa đến bệnh viện chữa, mà quả nhiên rằng là bệnh không có thuyên giảm. Thế nhưng một năm sau bây giờ bệnh nó tái phát ra. Và bác sĩ bảo rằng là lúc này thì tôi không chắc được điều gì cả, tôi đưa cháu lên trên này. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta có tiền, khi chúng ta có sức khỏe, khi chúng ta có quyền thế, thì chúng ta có nhiều chỗ để mà dựa. Thế nhưng mà người nghèo khó, người ta chẳng có cái gì để mà dựa cả. Người ta đau bệnh, người ta bảo ai có tiền đi chữa. Thế nhưng mà nhà mình không có tiền, thôi thì chỉ biết cầu khấn lên Chúa thương Chúa cứu thì hết thôi, phải không? Thì người ta đi làm mà có tiền thì là sẽ bắt người ta sẽ nhận cho vô làm. Bây giờ mình không có tiền, thôi thì mình làm thuê làm mướn rồi bữa được bữa không thì chúng ta cũng chỉ kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa thôi. Thế thì đấy là cái lý do. Bài đọc thứ nhất, Chúa không có nói rõ rằng Chúa không nhận lời cầu khấn của người giàu. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là cái người giàu có, cái người quyền thế thì chúng ta có nguy cơ dựa vào của cải, dựa vào những cái gọi là thế lực. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh nghèo khó, không ai cứu giúp mình, không ai có thể cứu giúp mình, cũng không ai có thể đưa tay ra để cứu mình. Thì đấy cũng chính là hoàn cảnh để chúng ta nếu biết cầu nguyện, người nghèo mà đến nhà thờ cầu nguyện thì có lẽ là sự tín thác của họ vào Chúa rất là cao. Rồi trong bài tin mừng cho chúng ta cũng tương tự gần như thế. Một người đạo đức cầu nguyện và một người tội lỗi cầu nguyện, Chúa nhậm lời người nào? Chúa nhậm lời người nào? Bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa nhậm lời cái anh thu thuế, cái anh tội lỗi, thế nó mới đau. Trong khi cái người đạo đức này ăn chay một tuần hai lần, dâng cho Chúa 1/10 tài sản, không tham lam, không ngoại tình, có quá nhiều những cái việc tốt đi. Thế mà khi cầu nguyện, Chúa lại nhận lời cái kẻ thu thuế, cái kẻ tội lỗi. Tại sao thế? Thế thì chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy rằng nơi cái anh tội lỗi này có hai cái lý do để mà Chúa dễ nhậm lời. Thứ nhất, lạy Chúa xin thương xót con, van nài lòng thương xót của Thiên Chúa, thì đây là điều có dư nơi Thiên Chúa. Và cái điều thứ hai, vì con là kẻ tội lỗi. Hai cái điều này khiến cho Chúa không thể mà không rủ lòng thương được. Trong khi đó cái anh đạo đức vào thì chỉ toàn là khoe khoang thôi. Con làm cái này, con làm cái kia, con làm cái, con giúp được người này, con giúp người khác, thậm chí còn khinh chê cả những người khác. Thế nhưng nơi cái người đạo đức này lại không thấy tội mình. Chúng ta thấy đây cũng là một cái bẫy của ma quỷ. Khi chúng ta làm được quá nhiều đạo đức, có quá nhiều việc tốt, chúng ta có nguy cơ không nhận ra thân phần tội lỗi của mình. Và một khi chúng ta không thấy thân phần mỏng giòn tội lỗi, như là Chúa nói đấy, người bệnh nhân thì cần thầy thuốc, kẻ có tội thì mới cần đến Chúa thôi. Khi chúng ta không thấy tội lỗi của mình, chúng ta cũng chẳng cần đến lòng thương xót. Vì thế mà tội của chúng ta vẫn cứ nằm nguyên ấy. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời.